Dân biểu Janet Nguyễn vận động được ngân sách giảng dạy về người Mỹ gốc Việt. Trẻ em chưa tiêm ngừa đang bị ảnh hưởng nặng vì COVID-19. Mỹ cho biết sẽ lập quy định mới để kiểm soát du khách nhập cảnh giữa đại dịch. Một thống kê cho thấy trợ cấp của nhà nước giúp dân Mỹ giảm nghèo giữa đại dịch. Hàng chục người trong đoàn tùy tùng nhiễm COVID-19 khiến Tổng thống Nga Putin phải tự cách ly. Bắc Kinh lên đồng về hiệp ước tàu ngầm nguyên tử của Mỹ, Anh và Úc. Tòa án ở Indonesia đưa ra phán quyết Tổng thống nước này và bộ máy chính quyền cẩu thả với chất lượng không khí của thủ đô Jakarta. Ngành du lịch ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan gặp khủng hoảng vì đại dịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Tin mới nhất về chuyến đi Cuba và Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xác định thành phố Hồ Chí Minh không thể sạch bóng COVID, phải sẵn sàng sống chung. Và thưa quý vị, mở đầu là phần tin cộng đồng. Những nỗ lực của dân biểu Janet Nguyễn trong 6 năm qua để thiết lập mô hình giảng dạy về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tị nạn cho các trường học ở California đã thành công. Trong thông cáo báo chí của văn phòng, vị dân cử gốc Việt này gửi ra vào hôm 10 tháng 9 nói rằng cuộc hành trình này bắt đầu từ năm 2016. Sau nhiều năm, nhiều đêm dài, những buổi bàn luận hàng giờ với rất nhiều trở ngại. Đến bây giờ, dự luật SB 895 đã được thông qua với khoản ngân sách được chấp thuận để bắt đầu thiết lập mô hình giảng dạy quan trọng này. Dự luật SB 895 được dân biểu Janet Nguyễn đệ trình vào tháng Giêng năm 2018 khi bà đang là thượng nghị sĩ, yêu cầu Ủy ban giảng dạy IQC phát triển và trình bày với Ủy ban giáo dục tiểu bang về việc thiết lập mô hình giảng dạy có tiếng nói của các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tiếng nói của những người tị nạn vượt biển. Dự luật này sẽ bao gồm các câu chuyện của những người Mỹ gốc Việt tị nạn, trong số đó có những câu chuyện của thuyền nhân Việt Nam và chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Công ty Luraco cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi 16 năm qua. Bắt nguồn từ những nghiên cứu cho quốc phòng Hoa Kỳ, Luraco chuyển sang sản xuất những mặt hàng dân dụng như các hệ thống điều khiển cho bồn tắm, ghế massage vật lý trị liệu, máy rửa nails, chết nam châm, chết air cho ngành nails. Tất cả sản phẩm của Luraco đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Luraco đã nhận được 40 bằng phát minh Hoa Kỳ và Canada, trong đó có bằng phát minh cho quốc phòng Hoa Kỳ. Mua sản phẩm Luraco và ủng hộ các đại lý của Luraco là quý vị ủng hộ cho người lao động Hoa Kỳ, trong đó có con em chúng ta. Và tiếp theo là các bản tin thế giới và Hoa Kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới Liên Mỹ gọi tắt là PAHO cảnh báo rằng trong lúc có nhiều người trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 thì trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng tại hầu hết các nước đang chiếm tỷ lệ lớn hơn về số ca nhập viện và tử vong. Từ đầu năm tới nay, số ca nhiễm COVID-19 nơi trẻ em và thanh thiếu niên tại châu Mỹ đã vượt quá 1,9 triệu và các em đang phải đối diện trước nguy cơ đáng kể. Vào hôm 15 tháng 9, một quan chức cao cấp của Nhà Trắng cho biết Mỹ đang phát triển hệ thống du hành quốc tế mới, bao gồm theo dõi tiếp xúc để quyết định khi nào có thể gỡ bỏ các hạn chế du hành tới Mỹ đối với du khách quốc tế. Cụ thể thì điều phối viên đáp ứng virus corona của Nhà Trắng nói với Hội đồng Cố vấn Du hành và Du lịch Mỹ rằng chính quyền không có kế hoạch nới lỏng bất cứ hạn chế du hành nào vì số ca nhiễm biến thể Delta đang tăng trên toàn thế giới. Người Mỹ cần tin tưởng là hệ thống du hành quốc tế mới sẽ an toàn hơn, cho dù là lúc đó chúng ta có cho phép nhập cảnh nhiều du khách hơn và rằng hệ thống mới này cuối cùng sẽ thay thế những hạn chế hiện có. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Kết quả của một cuộc thăm dò được chính phủ Mỹ công bố hôm 14 tháng 9 cho thấy, các khoản tiền mặt gửi trực tiếp tới các hộ gia đình và những khoản trợ cấp thất nghiệp rộng rãi đã giúp hàng triệu người ở Mỹ thoát khỏi nghèo túng sau khi đại dịch virus corona làm gián đoạn nền kinh tế và đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp. Cục điều tra dân số thì cho biết, có 11,7 triệu người ở Mỹ dù gặp khó khăn vì đại dịch nhưng cũng thoát nghèo nhờ có được những khoản trợ cấp này. Cũng theo phúc trình nói trên cho biết, việc hỗ trợ người dân các khoản trợ cấp thất nghiệp được tăng cường bằng quỹ liên bang cũng đã giúp ích rất nhiều trong lúc thất nghiệp gia tăng vì COVID. Vào ngày 16 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tự cách ly vài ngày sau khi có ít nhất 30 người trong đoàn tùy tùng của mình bị nhiễm COVID-19.
Ông Putin cho biết vì vậy mà ông sẽ không thể có mặt tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 tại Tajikistan. Vào hôm 15 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Hoa Kỳ và Anh sẽ cung cấp cho Úc công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Mặc dù lãnh đạo ba nước Mỹ, Anh và Úc không nhắc đến Trung Quốc trong thông báo và các quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói rằng chương trình đối tác này không nhằm chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên đã nói rằng ba nước kể trên gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực, đẩy mạnh chạy đua vũ trang và gây hại tới các nỗ lực quốc tế về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Kiên cũng nói thêm rằng các nước không được xây dựng các chương trình đối tác nhắm mục tiêu vào các nước thứ ba. Còn riêng giới quan sát thì cho rằng sự hợp tác của ba nước này nhắm đúng vào hệ thống tàu ngầm của Trung Quốc là cái mà ai cũng biết là một điểm yếu của Bắc Kinh. Vào ngày 16 tháng 9, Đài Loan đề xuất chi thêm 240 tỷ đài tệ, tương đương với khoảng 8,69 tỷ Mỹ Kim cho 5 năm tới, trong đó có việc chi vào các tên lửa mới, trong bối cảnh hòn đảo này cảnh báo cần phải nâng cấp vũ khí khẩn cấp trước mối đe dọa nghiêm trọng từ Bắc Kinh. Đây là khoản chi tiêu quân sự được đề xuất thêm sau khi Đài Loan vừa công bố kế hoạch chi ngân sách quân sự kỷ lục là 16,8 tỷ Mỹ Kim cho năm 2022. Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã xem việc hiện đại hóa quân đội và gia tăng chi tiêu quân sự là ưu tiên khi hòn đảo này phải đối mặt với sức ép quân sự và ngoại giao ngày một tăng từ Bắc Kinh. Khoản chi tiêu quân sự trên sẽ cần được Lập pháp viện Đài Loan phê duyệt. Tuy nhiên, đảng cầm quyền của bà Thái Anh Văn đang chiếm thế đa số tại cơ quan này, đồng nghĩa với việc thông qua khoản chi tiêu này sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Một tòa án của Indonesia đã ra phán quyết rằng Tổng thống nước này, ông Joko Widodo và nhiều quan chức cấp cao khác đã cẩu thả trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở Jakarta. Trong một quyết định mang tính bước ngoặt tuyên bố vào ngày 16 tháng 9, tòa án đã yêu cầu đặt các trạm quan trắc và các biện pháp khác để cải thiện chất lượng không khí ở Jakarta. Đơn kiện này nhắm vào Tổng thống Widodo, Bộ Lâm nghiệp và Môi trường, Thống đốc Jakarta và một số các cá nhân khác. Nguyên đơn cho rằng sức khỏe của người dân thành phố bị ảnh hưởng xấu do ô nhiễm không khí. Quyết định của tòa án yêu cầu ông Widodo cải thiện tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí. Chính quyền phải kiểm tra định kỳ lượng phát thải của các phương tiện cũ ở Jakarta và kiểm tra chất lượng không khí ngoài trời. Cũng theo yêu cầu của tòa án, các chỉ số về chất lượng không khí phải được công bố rộng rãi cho công chúng. Với nền kinh tế phụ thuộc vào ngành du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, tỉnh Chiang Mai của Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 kéo dài. Theo đài CNN, trước đại dịch, Chiang Mai là điểm du lịch thu hút khoảng 4 triệu khách quốc tế mỗi năm. Nhưng từ khi COVID-19 lan rộng, nhiều doanh nghiệp tại địa phương này đã phải đóng cửa, kéo theo hàng ngàn người bị mất việc. Ước tính trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, doanh thu của ngành du lịch Chiang Mai đã thua lỗ hơn 60 tỷ bạt, tương đương với khoảng 1,8 tỷ Mỹ Kim. Cũng theo CNN, dù tỉnh này đang có chương trình chuẩn bị mở cửa trở lại để đón du khách, tuy nhiên tương lai sẽ phải đối diện với nhiều chông gai. Sang qua các bản tin Việt Nam, vào ngày 16 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Chủ tịch Phúc cảm ơn Tổng thống Putin đã chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, khẳng định Việt Nam trước sau như một, coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc. Hai lãnh đạo cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ song phương của thời gian qua, bất chấp tác động không thuận lợi do đại dịch COVID-19. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn trong khu vực. Trong đó, nhất trí giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.
Liên quan đến chuyến đi Cuba và Hoa Kỳ sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, mới đây Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, Chủ tịch Phúc sẽ tập trung vào vấn đề vaccine và phục hồi sau đại dịch COVID-19 tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Mỹ vào tuần tới. Bên lề chuyến đi, ông Phúc dự kiến sẽ gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ để thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sản xuất, qua đó củng cố niềm tin, thu hút thêm vốn đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ và các đối tác. Ngoài việc thăm Cuba từ ngày 18 đến 20 tháng 9, vào ngày 22 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đại diện Việt Nam phát biểu tại phiên cấp cao khóa 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Việt Nam hiện đang giữ ghế ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 đến 2021. Và sau đây là tin nhanh về COVID-19. Chiều tối ngày 16 tháng 9, sau chuyến làm việc tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp tục chủ trì cuộc họp giữa tổ công tác đặc biệt của chính phủ với thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây ông Đam nói, chúng ta phải sẵn sàng tinh thần sống chung với con COVID. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang không thể zero COVID. Và cũng trong chiều ngày 16 tháng 9, Công an Hà Nội đã dỡ bỏ 39 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường ra vào vùng 1, tức là vùng đỏ. Lực lượng thực thi nhiệm vụ tại các chốt đã tháo dỡ lều bạt, thu dọn dụng cụ để chuyển về đơn vị. Đối với 23 chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu là sẽ vẫn duy trì và quản lý chặt. Bởi sắp tới, nếu thành phố nới lỏng mà không quản lý chặt các cửa ngõ, thì dịch bệnh rất dễ xâm nhập. Trong ngày đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng một số hoạt động, nhiều hàng quán đã bắt đầu mở cửa trở lại khi shipper được giao hàng liên quận. Một số nơi đường phố đã tấp nập hơn trước. Còn tại Hà Nội, sau gần 2 tháng đóng cửa vào ngày 16 tháng 9, nhiều cửa hàng ăn uống và tiệm sửa chữa xe, bán đồ văn phòng phẩm trên địa bàn cũng đã bắt đầu được mở cửa trở lại. Chuyên trang COVID-19 của báo điện tử VN Express đã dẫn lại số liệu từ Bộ Y tế Việt Nam cho biết, trong ngày 16 tháng 9, Việt Nam ghi nhận thêm 10.482 bệnh nhân mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 lên thành 651.727 người. Trong khi đó, cũng trong ngày 16 tháng 9, Việt Nam có thêm 239 người thiệt mạng vì COVID-19, nâng tổng số người đã chết vì COVID-19 lên thành 16.425 người. Mặc dù số ca tử vong có giảm, tuy nhiên Việt Nam vẫn nằm trong top 10 nước có số ca tử vong trong ngày cao nhất thế giới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và Khoa Cát xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.